Rồi, chào cả nhà, cảm ơn cả nhà đã xem video. Tiếp tục hành trình TV sẽ đi từ nút giao quốc lộ 55 đi giờ quốc lộ 28B với tổng đoạn đường của mình đi là 27 km. Mời cả nhà đón xem nhé. Rồi, tiếp tục đây là lối xuống ở Hàm Cần. Thì cơ bản thì ở đây đặt cái đèn chiếu sáng rồi trên suốt chặng đường mà phi đi từ dầu dây tiếp giáp quốc lộ 1A đi ra sông Phan và sông Phan dừng quốc lộ 55 thì phi cảm nhận được điều rằng là ở đây thì tất cả các mặt đường đã được trải nhựa, ở một số thì đã lắp hàng rào chắn và đã có lan can bảo vệ, đã phân làn. Gần như là tốc độ của tiến độ công trình thì cũng đạt được từ trên 70%, và tất cả các nhà thầu công nhân thì cũng đang gấp rút để hoàn thiện và thông xe kỹ thuật trước ngày 30 tháng 4. Thì bây giờ tiếp tục thì khi mà từ sông Phan anh chị đi ra tới quốc lộ 55, nếu anh chị để phải thì đi về hướng Tiến Thành, và đặc biệt là ở bên này thì nó có khu công nghiệp Đặng Kiệm, nó hướng về hướng tây phải, còn phía bên tay trái thì anh chị sẽ đi về đặc vụ Ba Đầu. Rồi tiếp tục trên một cái hành trình, đường ở những khu này thì rất là đẹp và có lắp được len cứng và có được hàng rào bảo vệ rồi. Từ cái đoạn đường từ nút giao lộ từ quốc lộ 55 đi ra quốc lộ 28B thì mình cảm nhận là tuyến đường ở đây thì nó cũng có nhiều núi, cho nên anh chị nhớ xem hết video thì ở những cái đoạn video thì có những cái tuyến đường sẽ núi rất là đẹp. Cho nên đây cũng là cái lý do vì sao mà tuyến cao tốc Bến Thành Phan Thiết cũng là gặp cũng trở ngại rất là nhiều cái khó khăn trong cái quá trình mà để đi đến cái hoàn thiện trước ngày thông xe kỹ thuật 31 tháng 12 vừa rồi. Nhưng mà tất cả các nhà thầu và công nhân cũng đang rất là cố gắng và nỗ lực và quyết tâm là thông xe kỹ thuật đúng như cam kết là ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đây cũng là một cái tín hiệu đáng mừng mà cả nhà mình cũng nên suy nghĩ gì đó nó tích cực. Trên chặng đường 27 cây thì khi sẽ đi từ quốc lộ 55 đến quốc lộ 28, nếu như từ quốc lộ 28 thì mình sẽ phải thì đi về hướng Ma Lâm, đi về thành phố Phan Thiết và đi qua Ủy ban nhân dân xã Thành Chính. Còn rẽ trái là mình sẽ đi về hướng bên Lâm Đồng, Đà Lạt, tiếp nhất cái hồ Xuân Quao, qua Ủy ban nhân dân xã Thuận Hòa và sẽ đi về khu Lâm Đồng tiếp giáp. Thì tuyến cao tốc dầu dây Phan Thiết thì đã hoàn thành sau km 99 cây thì đã thông xe kỹ thuật, và hành trình của Phi đang đi đó là tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo. Thì trên suốt hành trình Phi đi là tổng hết là 160 km, thì từ vị trí là nút giao cao tốc dầu dây Hồ Chí Minh và đi ra tới quốc lộ 28 hay còn gọi là đường Lương Sinh Đại Ninh thì đúng là 160 cây. Thì trong ngày hôm nay thì Phi sẽ cập nhật chính khi mà anh chị thấy về cái tốc độ cũng như về cái mức hoàn thiện của tuyến cao tốc này gần như là được 70%, và liệu rằng là mình chỉ trong vòng còn 60 ngày nữa thì cái khả năng mà sẽ thông xe toàn tuyến ở tại cái đường cao tốc này nó sẽ là rất là cao. Và còn lại những con đường dân sinh thì ngày lo ngại nhất ở đường dân sinh đó là điểm giao cắt, thì tất cả các điểm cầu vượt thì cũng như là đã xong. Thì khi mà cầu vượt xong rồi thì cái hành trình của mình đi trên cao tốc vẫn là đi trên con đường thẳng thôi, và cái lo ngại lớn nhất bây giờ cũng là trạm dừng chân và trạm thu phí. Thì hai cái này là có thể là sẽ chiếm một cái thời gian nó sẽ lâu hơn, nhưng mà dù sao thì nếu mà không có thông xe toàn tuyến được thì cũng là ngày 30 tháng 4 thì cũng có khả thi là anh chị sẽ được chạy trên tuyến cao tốc dầu dây Phan Thiết và Phan Thiết Vĩnh Hảo. Mình sẽ chạy một cảm nhận là thực tế nhất mà để free, không tốn tiền, đó cũng là cái điều mà chắc chắn rằng là anh chị sẽ được đi tới Bình Thuận và sẽ đi được cao tốc đúng ngày 30 tháng 4. Đây cũng là một cái điểm giao cắt không có lối lên xuống đó, tất cả những cái điểm giao cắt thì đã hoàn thành xong cầu vượt. Khi mà đường cao tốc hoàn thiện rồi thì mình sẽ vượt dậy ở Bình Thuận rất là nhiều, có nhiều cái yếu tố, đặc biệt là ở Bình Thuận thì ở Thi Phong thì có cảng biển Bình Tân, ở đây là cảng biển nước sâu, và tất cả các điểm khu du lịch ở ven biển sẽ được khai thác. Cho nên là anh chị mà có ý định đi du lịch vào ngày 30 tháng 4 thì tốt nhất là mình sẽ nên đặt vào ngày hôm nay. 30 tháng 4 này thì ở Bình Thuận đó là một diễn ra các cái
chương trình và festival về du lịch biển 204 cái sự kiện sẽ được tổ chức trong năm 2023 này, cho nên là anh chị mình sẽ đến với Bình Thuận rất là tốt, và đặc biệt là biển ở Bình Thuận thì không có bão, và khi mùa hè thì du lịch ở ngoài này thì rất là được phát triển, biển rất là trong và xanh, du lịch biển của miền Nam Trung Bộ rất là đẹp. Nên anh chị mà cả nhà mình có kế hoạch đi du lịch vào 30 tháng 4 thì vừa trải nghiệm thực tế trên cao tốc mà lại vừa được đi du lịch với cái khoảng thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra tới Bình Thuận, thì khi mà di chuyển anh chị ô tô thì cũng có thể đi được cao tốc rồi đó. Mình có thể rút ngắn cái thời gian di chuyển từ tầm khoảng cỡ 2 giờ cho đến 2 giờ rưỡi thôi. Thì mình có thể thu xếp đi về cuối tuần và chủ nhật, thì trong này là lớn vừa rồi thì mình có thể nghỉ được 5 ngày, nên đây cũng là một hình thức mà rất lớn. Ở tại Bình Thuận sẽ diễn ra rất là nhiều cái chương trình, cho nên là cả nhà mình cố gắng thu xếp thời gian để tới đây kinh nghiệm về đường cao tốc và mình sẽ du lịch biển ở Bình Thuận nhé. Trước ngày mà thông xe kỹ thuật 30 tháng 12 năm 2022 thì tôi cũng giống như tất cả các anh chị, nói chung là cũng bận rộn về sau những cái dịp Tết rồi vào lại công việc, cho nên cũng chưa có thu xếp mà để mà đi thực hiện như thế này. Cho nên là Phi mới quyết định là Phi mới đi thực tế để nó có một cái nhìn nó khách quan nhất mà muốn gửi tới cho cả nhà mình có một cái xem một cái thực tế. Cho nên cả nhà mình cũng xin đừng có rời màn hình mà hãy theo dõi hết video, tại vì xuyên suốt cả chặng đường thì Phi mang cả cái tâm huyết để mà muốn gửi gắm đến cả nhà, cho nên cả nhà mình xem thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ video của Phi đến với tất cả nhiều người để mọi người cùng biết nhé. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều.
bỏ tiếp xuống rồi nè. À, đây là mình quay nữa, đây là ở tại vị trí nào. Ở đây thì chắc chắn có điểm lên xuống. Đây là nút xuống, xét trên tọa độ map thì nó gọi là Hàm Hiệp. Vị trí ở đây nó còn rất là ngổn ngang, chưa có đâu vào đâu được nhiều. Hàm Hiệp này, lối lên xuống. Ở đây bên đường dẫn mình lên đây. Tiếp tục hành trình ha. Rồi, tiếp tục hành trình. Rồi đi qua khỏi Hàm Hiệp thì đoạn này thì còn một khúc chưa có lắp làn, phân chia làn, đoạn vừa mới cạn xong. Đường còn rất là mới. Chạy tới các cái điểm mà mới nói cầu á, các anh chị lưu ý, tại vì ở đây như anh chị đã thấy là giữa hai các cái cầu với lại đường cao tốc vẫn còn là những cái dàn sắt rất là ngổn ngang, cho nên là chạy rất là dễ bị lấn tâm trên cái chặng đường này. Nên anh chị mới đi thì cũng khi tới những cái đoạn này thì chúng ta cũng nên giảm ga, không nên chủ quan mà tập trung vào lái xe. Ra tới cái đoạn mà từ quốc lộ 55 đi về quốc lộ 28 thì mình thấy rằng là cái làn đường nó nhỏ hơn, cho nên là ở những cái chặng đường này thì mình nghĩ chắc nó đủ 4 làn thôi, cho nên không có cái làn phân cấp, không có cái làn phân cấp để mình đi. Còn từ quốc lộ 55 đi về tới Dầu Giây thì mình thấy là đường nó rất là rộng hơn cả một làn so với những cái khúc bên này.
phần 6 thì tôi sẽ cập nhật và cho anh chị video thực tế từ nút giao quốc lộ 28 đi về 28B hay còn gọi là nút giao Liên Sơn Đại Linh. Thì ở cái quãng đường này thì tổng hết là 30 cây, thì từ nút giao quốc lộ 28B Liên Sơn Đại Linh đi về nút giao quốc lộ 55 là được 57 cây. Thì chặng đường là từ quốc lộ 55 đi về tới quốc lộ 28 là quãng đường là 27 cây, thì còn lại là mình sẽ đi 30 cây nữa. Trong cái giai đoạn này thì Phi sẽ cập nhật cho anh chị về những cái hình ảnh rất là đẹp, là nằm ở chỗ là mình sẽ băng qua các cái núi đá, cùng công trường thì một số cũng đã hoàn thành và một số cũng đang tiếp tục triển khai. Thì anh chị nhớ đăng ký kênh, like và theo dõi ở những cái chuyên mục phần 6 tiếp theo nha. Từ hồi nãy giờ thì mình đi cũng được tầm hơn 20 cây rồi đó cả nhà. Thì đây cũng là tới một điểm giao cắt đã hoàn thành cầu vượt, không có nút lên xuống. Thì tầm còn 6 cây nữa là chúng ta sẽ đến điểm quốc lộ 55. Khi chạy tới cái đoạn đường này thì cả nhà để ý thì cả phía bên tay phải và tay trái thì sẽ có một đoạn đường đó gọi là đường dân sinh, nó song song với cái đường cao tốc của mình, nhưng mà nó sẽ không nằm trong cái phạm vi của đường cao tốc, cho nên ở bên ngoài thôi. Đường này thì chắc có lẽ là đường sau này sẽ phát triển hình thành các khu dân cư ở khu vực này. Rồi phía trước là nút giao quốc lộ 28 của cả nhà. Thì từ vị trí này thì ở cái nhà về trái mình sẽ đi về Đồng Cao Bầu, về phải là mình đi về khu công nghiệp và trung tâm thành phố Phan Thiết. Cả nhà mình nhớ đăng ký kênh để kịp theo dõi phần 6 là khi sẽ đi từ nội tỉnh quốc lộ 28 về quốc lộ 28B nhánh Lương Sơn Đại Ninh. Tổng đoạn đường của phần 6 tiếp theo mình đi là 30 cây. Cả nhà mình là nhớ đăng ký xem, có những đoạn video nó rất là đẹp, có những thước phim nó rất là hay về những cái hình ảnh núi đá sẽ đá để đi băng đường cao tốc rất là đẹp. Hẹn gặp lại cả nhà video sau nhé. Vâng, đây là nút giao cắt quốc lộ 28B lối lên xuống cao tốc. Hiện tại thì ở đây thì cơ bản thì cầu vượt đã xong và đang trải nhựa về lối lên xuống. Còn về tuyến cao tốc thì xong rồi, chung là ổn định. Nếu như mà đi tới đây thì mình có thể rẽ phải là về hướng này thì mình có thể đi về Phan Thiết được rồi. Hello, chào cả nhà. Vị trí của Phi đang đứng đó là nút giao cắt giữa quốc lộ 28B với lại cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Ở tại km này thì anh chị có thể rẽ phải là đi về thành phố Phan Thiết rồi đó. Hồi sáng giờ đó là một trải nghiệm rất là thú vị và rất là vui. Phi nghỉ ngơi ở tại nút giao xuống sông Phan và bắt đầu ở đó khởi hành là hơn 2 giờ. Thì bây giờ mình chạy tới đây thì tầm khoảng 3 giờ. Đó, thì mình đi 1 tiếng đồng hồ mình cảm thấy là đường thẳng bon. Từ cao tốc Dầu Dây nút giao giữa Hồ Chí Minh chạy tới đây là chưa gặp một trở ngại gì cả. Đường thẳng bon trải nhựa đều đã trải nhựa và phân làn hết, rất là đẹp. Cả nhà mình hãy đón xem về hành trình tiếp sau là Phi sẽ đi về tới Vĩnh Hảo Phan Thiết thì xem như thế nào. Hẹn gặp lại anh chị những cái video tiếp theo nha. Dạ. Đúng rồi, đoạn bên đá giờ nó cũng nhiều quá.
Thôi chào Tiến ơi. Thôi chào chú nha. Vừa rồi thì Phi có trò chuyện với chú. Chú cũng lớn tuổi nhưng mà làm ở công trình này cũng cảm thấy rất là hạnh phúc và tự hào khi cống hiến cho công trình, cho cống Bắc Nam này. Cầu chúc rằng là chú và toàn thể những anh em làm ở tại tuyến cao tốc này thật nhiều sức khỏe, cảm thấy được nhiều thành công và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Tiếp tục hành trình, rồi Phi tiếp tục đi nha.